thi đấu rất là tốt, ông nghĩ thế nào cái kết quả hai điểm của đặc biệt là một quả rất là quả tôi thực sự là một mùa giải tôi không hề bỏ cách chúng ta có bao giờ hồi phục như thế, nhưng mà trong năm 50 các bạn chủ một vì cái trong khu vực năm 50 là bao giờ cũng chủ được vào nhảy lên đấm cái người kia quay và có hành vi, nhưng mà trọng tài không hề thổ làm được bình điểm, còn cảm cảm thấy là thực sự thì lúc đó tôi chính là rất bình điểm, mặc dù trọng tài nào người nào sai thì chịu cũng tổn sơn, nhưng tôi nghĩ rằng là bóng đá phát triển thì chúng ta là những người phải có chuyên môn và có cái nhìn nhận những vấn đề này thì bóng đá phát triển. Hôm nay thì một bàn thắng của Quảng Nam khiến Nghệ An từ vị trí thứ tư và tụt xuống vị trí thứ tám là rất là cần thiết. Thật sự đó là một sự tiếc nuối và một sự rất là buồn. Rất buồn cả mùa giải, cả đội cũng có nỗ lực tại trên sân vị trí một. Không phải là vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba có thể dẫn đến người thứ tư, cả đội tôi các bạn đang tổ chức cái gì nào để cho cái danh dự của người bỏ mà thực sự là hôm nay cái trọng tài này giết chết cho đội số năm này. Hôm nay là trận đấu cuối cùng và một giải kết thúc rồi, nếu có thể thì anh có thể chia sẻ một chút cái dự định tương lai của mình. Thật sự cái từ vừa lên đó xong cái lúc ngồi lại thì tôi mới vô lại được từ lãnh đạo từ ban lãnh đạo mình đưa một ban lãnh tỉnh là lên được như thế nào thì đến thời điểm này thì cái tín hiệu từ phía nhà tài trợ của đội Sơn La như thế nào? Thực sự là thời điểm này tôi chưa nhận được thông tin gì, cái này do thuộc vào lãnh đạo cũng như ban nhân dân tỉnh làm việc với xây dựng, bởi vì các bạn nếu lúc mà một đội bóng cũng thể là làm được điều này, bởi vì bây giờ nhà tài trợ nó liên quan đến vấn đề liên quan đến chính, còn trong cái mọi cái tài trợ nó phải có những cái đoàn kết, có những cái gì của ủy ban tỉnh như nhà tài trợ của đội bóng. Hôm nay thì vị trí thứ 8 có ảnh hưởng đến mục tiêu từ đầu mùa của câu lạc bộ không? Không nghĩ đó là ảnh hưởng đến, bởi vì thứ nhất mục tiêu đó là top 5, như top 3, thì do đội mới rất là nổi lực. Đấy, năm ngoái thứ tư, hôm nay cũng rất nổi lực rất đau một cái hai điểm của top 5 và các quy tắc của mình. Ví dụ như giải lý của bóng lên top 3 bắt đúng được thì chúng tôi cũng giải lại như thế. Và đó là cái công sức của người bóng càng mua giảm từ 3 năm chúng và nó phải là một tỷ.